Kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin tổng hợp ngày 4 tháng 4 của Hành trình Tương lai. Chúc quý vị có một ngày Chủ nhật vui vẻ và an nhiên. Mong rằng tất cả quý vị sẽ luôn ủng hộ Hành trình Tương lai bằng cách đăng ký và chia sẻ kênh của chúng tôi đến với mọi người. Sau đây sẽ là phần tin trong nước. Trước tiên là phần điểm tin chính. H&M chấp nhận đăng bản đồ có đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc. Ngư dân Quảng Ngãi can trường bám đảo Hoàng Sa, 9 ngư dân mất tích ở Trường Sa. Hà Nội chữa chẳng tiền Plaza, người dân chạy toán loạn. Truy tìm kẻ trộm vào tận chuồng của nhà dân, bắt bê xẻ thịt rồi lấy hai cái đùi. Tạm đình chỉ 3 cán bộ cảnh sát giao thông Bình Dương làm luật trên sông Đồng Nai. Ngân sách phải bồi thường oan sai 225 tỷ đồng, cán bộ chỉ nộp lại 2 tỷ. Việt Nam chi thêm 1.200 tỷ đồng mua vaccine viêm phổi Vũ Hán. Sắp xuất hiện 3 hiện tượng thiên văn kỳ thú ở Việt Nam. Miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh cuối mùa. Cập nhật tình hình viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo hãng ABC News, chính quyền thành phố Thượng Hải, Trung Quốc ngày 2 tháng 4 thông báo rằng website của thương hiệu thời trang H&M đã đồng ý sửa đổi bản đồ Trung Quốc sau khi Văn phòng Kế hoạch và Quản lý Tài nguyên của thành phố này đưa ra yêu cầu. Theo lập luận của Trung Quốc, bản đồ của H&M đăng tải ban đầu có vấn đề. Sau khi bị phía Trung Quốc cảnh báo, H&M đã sửa lại. Động thái trên xảy ra dưới bối cảnh H&M đứng trước sức ép bị Trung Quốc tẩy chay sau những căng thẳng gần đây giữa Trung Quốc và phương Tây liên quan vấn đề nhân quyền tại khu tự trị Tân Cương. Các thông báo của Trung Quốc không nêu cụ thể những thay đổi, nhưng theo AP, Trung Quốc đã yêu cầu các nhãn hàng phải hiển thị trên bản đồ các khu vực mà nước này tuyên bố thuộc chủ quyền. Trong đó có đường lưỡi bò phi pháp mà nước này công bố ở Biển Đông. Trên mạng xã hội, người dùng cho rằng H&M đã sửa đổi bản đồ Trung Quốc từ không có sang có hiển thị đường lưỡi bò phi pháp. Tuy nhiên, các bản đồ được chia sẻ trên mạng đều không chỉ rõ đâu là nội dung gốc của vấn đề mà Trung Quốc cảnh báo với phía H&M, cũng như bản đồ đã chỉnh sửa. H&M chưa đưa ra phản hồi cụ thể. Trong khi đó, sáng ngày 3 tháng 4, trang Facebook của H&M liên tiếp bị cộng đồng mạng Việt Nam công kích bằng những hình ảnh ý kiến phản đối, đòi tẩy chay sau khi hãng thời trang này lật mặt công nhận sự phi pháp của Trung Quốc. Bên cạnh việc đòi quay lưng lại với H&M, cộng đồng mạng Việt Nam còn đề nghị H&M gỡ bản đồ phi pháp xuống. Facebook Trần Việt viết, gửi văn bản phản đối cho H&M gỡ ngay hình bản đồ đó, nếu không sẽ cấm hoạt động buôn bán tại Việt Nam. Một độc giả khác thì bày tỏ, một thương hiệu lớn nhưng không biết phân biệt phải trái đúng sai. Nếu không đính chính lại thông tin, xin mời ra khỏi Việt Nam. Đừng kinh doanh trên một đất nước mà bạn không tôn trọng chủ quyền. Một người khác nữa nêu quan điểm, tẩy chay hãng thời trang này, những doanh nghiệp Việt Nam đang phân phối sản phẩm của H&M và cho thương hiệu này thuê mặt bằng, cần nói không và bắt H&M đền hợp đồng vì H&M vi phạm pháp luật Việt Nam và luật biển quốc tế. Làn sóng tẩy chay thương hiệu thời trang H&M không chỉ dâng lên mạnh mẽ trong cộng đồng. Nhiều nghệ sĩ Việt cũng gay gắt lên tiếng phản đối H&M tại Việt Nam. Trong đó, Hoa hậu Đông Nam Á năm 2013 Phan Hoàng Thu cho biết, dù từng tham dự chúc mừng khai trương cửa hàng đầu tiên của H&M tại Hà Nội, từng vô cùng yêu thương, ủng hộ H&M, nhưng cô có chút buồn và vô cùng thất vọng. Phan Hoàng Thu viết, tôi không ngờ những người lãnh đạo của H&M lại có nước đi như vậy. Một thương hiệu lớn và lâu đời nhưng lại cư xử như một đứa trẻ con. Tôi đang chờ đợi một động thái đến từ H&M với người dân và đất nước Việt Nam. Còn trong lúc này, chắc chắn với tư cách là công dân Việt Nam và là một nghệ sĩ, tôi sẽ từ chối tất cả các lời mời, sản phẩm và hình ảnh liên quan đến nhãn hàng này. Bên cạnh đó, diễn viên Huỳnh Anh cũng bày tỏ sự phẫn nộ và không đồng ý với hành động của H&M. Nam diễn viên bày tỏ, tuy rằng Trung Quốc đúng là một thị trường lớn, nhưng tất cả các quốc gia khác ở Biển Đông đều bị đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, vi phạm nghiêm trọng tới tính chất bảo toàn lãnh hải của chúng tôi. Việc H&M không được hoan nghênh và ủng hộ tại Việt Nam là điều đương nhiên, nhưng các bạn làm như vậy sẽ góp phần làm nảy sinh căng thẳng. Sự bành trướng này là điều không thể chấp nhận vì nó không tôn trọng lịch sử. Các sao Việt khác cũng đồng loạt đăng các dòng trạng thái không đồng tình với hãng H&M. Theo báo VTC News, sáng sớm cảng cá Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi tấp nập tàu thuyền, từng đoàn tàu công suất lớn nối đuôi nhau rời cảng. Phần lớn trong số ấy chia mũi thuyền thẳng hướng ra vùng biển Hoàng Sa. Ở chiều ngược lại, không ít con tàu hối hả cập bờ,
mang theo đầy ắp lộc biển trở về từ quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong vô vàn các câu hỏi đáp như trúng cá gì, giá cá lên hay xuống, được bà con miền biển rì rả nhau tại cảng. Đâu đó đan xen cả những mẩu chuyện vươn khơi bị rượt đuổi. Và mấy hôm nay, ai nấy đều bình luận khi nhắc đến chuyến biển của 4 ngư dân hành nghề trên tàu QNG 90779 thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu. Hiện ông Võ Lâm, 42 tuổi, chủ tàu kiêm thuyền trưởng phương tiện QNG 90779 cùng 3 thuyền viên của mình đang được cách ly theo quy định phòng dịch tại Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn. Vị thuyền trưởng với thâm niên 24 năm lăn lộn ở Hoàng Sa kể lại rằng, ngày 10 tháng 3, con tàu 730 mã lực của ông xuất bến tại cảng Sa Kỳ. Sau 6 ngày rong ruổi đánh bắt, tầm 18 giờ ngày 16 tháng 3, ông và 3 thuyền viên neo tàu nghỉ ngơi ở khu vực cách đảo Bạch Quy 7 hải lý. Đang chợp mắt, bất giác nghe tiếng sóng vỗ dập dồn, cả 4 ngư dân nhìn theo hướng mũi tàu thì phát hiện tàu sắt treo cờ Trung Quốc đang tiến về phía mình. Khi khoảng cách giữa hai tàu chừng độ 100m, những người lạ mặt bắt đầu thả chiếc cano lớn từ trên tàu sắt xuống và di chuyển áp sát tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi. Ông Lâm nói, toàn bộ ngư cụ bị cướp sạch, chuyến vươn khơi dự trù kéo dài nguyên một tháng đành khép lại sớm hơn dự kiến. Ông Lâm tâm sự, suốt hàng chục năm lặn biển cũng đã rất nhiều lần gặp sự việc tương tự. Trong một diễn biến khác, chiều ngày 3 tháng 4, bà Huỳnh Thị Mỹ Dung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam xác nhận 9 ngư dân địa phương mất liên lạc suốt 3 tuần nay khi hoạt động đánh bắt ở vùng biển Trường Sa. Theo bà Dung, tàu cá mất liên lạc là tàu vỏ thép, được đóng theo Nghị định 67 do anh Nguyễn Văn Hùng, 40 tuổi, chú thôn Thanh Long, làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu. Bà Dung nói, tàu cá cùng 9 ngư dân, trong đó có chủ tàu là Nguyễn Văn Hùng, mất liên lạc từ hôm 14 tháng 3 đến nay. Những ngày qua, người thân các ngư dân và chính quyền địa phương ra sức tìm cách kết nối liên lạc nhưng vẫn chưa có kết quả. Chúng tôi đã báo cáo sự việc lên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam nhờ hỗ trợ, tìm kiếm tung tích. Ông Lê Văn Sinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành thông tin thêm, tàu cá của anh Hùng xuất bến tại cảng cá Tam Quang từ tháng 7 năm 2020. Sau một thời gian đánh bắt, tàu cập cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đầu tháng 3 năm 2021, tàu cá này tiếp tục vào cảng Kiên Giang và đến ngày 4 tháng 3 thì từ đây đi khai thác hải sản, 10 ngày sau đó mất liên lạc. Khoảng 12 giờ 10 phút ngày 3 tháng 4, người dân đang vui chơi tại không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm đã phát hoảng khi thấy khói đen bốc lên từ phía trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza. Đám khói bắt nguồn từ phố Hai Bà Trưng, loang xa dọc đầu phố Hàng Bài, Tràng Thi. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, khẩn trương chữa cháy, hướng dẫn người dân thoát nạn. Vị trí đám cháy xác định tại tầng hầm để ô tô tại Tràng Tiền Plaza. Ngay khi phát hiện lửa bùng phát, lực lượng chữa cháy tại chỗ đã triển khai dập lửa, đồng thời báo tin đến lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp qua tổng đài 114. Ngay khi được triển khai cứu hỏa, ngọn lửa được dập tắt ít phút. Thông tin ban đầu rất may sự việc chưa phát triển lớn, không gây thiệt hại về người, chỉ làm hư hỏng một phần ô tô trong hầm. Nguyên nhân của vụ việc đang được Công an quận Hoàn Kiếm điều tra làm rõ. Ngày 3 tháng 4, ông Ngô Sĩ Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An cho biết, Công an xã này đang tiến hành phối hợp với cơ quan chức năng điều tra một vụ trộm bê xảy ra trên địa bàn. Trước đó vào sáng ngày 2 tháng 4, ông Phan Văn Chiến, chú xóm Vạn Lộc 2, ra thăm chuồng bò thì hoảng hốt khi phát hiện con bê của gia đình đã bị xẻ trộm thịt, nằm cách chuồng khoảng vài mét. Tại hiện trường, con bê đã bị xẻ thịt, lấy đi hai đùi sau. Riêng nội tạng, hai chân trước, đầu bê vẫn còn nguyên. Có thể kẻ gian sợ bị phát hiện nên chỉ mới kịp lấy hai đùi sau của con bê. Ông Chiến cho biết, con bê mới chỉ 3 tháng có giá trị trên 10 triệu đồng. Phát hiện vụ việc, gia đình đã báo cáo cho ban chấp hành xóm. Trong sáng cùng ngày, phía công an xã cũng đã vào làm việc với gia đình. Gia đình sau đó bán con bê này cho họ làm thịt chỉ với giá 2 triệu đồng. Chủ tịch xã Nghĩa Lộc cho biết, đây là lần đầu tiên trên địa bàn xã xảy ra trường hợp kẻ trộm táo tợn như vậy. Hiện phía công an đang tiếp tục điều tra, truy xuất camera các hộ dân để truy tìm kẻ trộm liều lĩnh này. Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương, đơn vị này vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 3 cán bộ cảnh sát giao thông thuộc đội cảnh sát giao thông đường thủy để xác minh làm rõ vụ việc làm luật trên sông Đồng Nai mà báo chí phản ánh. Đây là 3 cán bộ có mặt trong các đoạn clip, hình ảnh mà báo chí ghi lại trong quá trình kiểm tra phương tiện trên sông Đồng Nai có nhiều dấu hiệu bất thường,
Cả ba đều bị tạm đình chỉ công tác trong 60 ngày để cơ quan chức năng xác minh làm việc. Cùng với đó, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Bình Dương cũng đã lập tổ công tác để thanh tra xử lý vụ việc trên. Trước theo điều tra của báo chí, thời gian gần đây lực lượng Cảnh sát Giao thông, Thanh tra Giao thông 2 tỉnh Bình Dương và Đồng Nai liên tục kiểm tra các phương tiện thủy trên sông Đồng Nai, giáp danh 2 tỉnh trên. Đáng nói, quá trình kiểm tra cho thấy có nhiều dấu hiệu bất thường như không tuân thủ đầy đủ quy định về tuần tra, xử lý phương tiện đường thủy. Một số cán bộ Cảnh sát Giao thông đường thủy còn có dấu hiệu nhận tiền của chủ tàu để làm ngơ cho phương tiện lưu thông. Mới đây, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Tư pháp, ông Lê Thái Phương, Phó Cục trưởng Cục Bồi thường Nhà nước cho biết, trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 đến hết năm 2020, các cơ quan nhà nước đã giải quyết xong trên 420 vụ việc bồi thường oan sai với số tiền phải bồi thường ước tính trên 225 tỷ đồng. Đáng chú ý, theo ông Phương, tổng số tiền nhà nước thu hồi lại được từ cán bộ, công chức gây ra oan sai chỉ hơn 2 tỷ đồng. Ông Phương khẳng định với các quy định hiện hành, cán bộ công chức làm sai phải chịu nhiều trách nhiệm. Ông Phương nói, họ có thể bị kỷ luật đến mức có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự và cuối cùng là trách nhiệm hoàn trả cho nhà nước nếu ngân sách nhà nước phải bồi thường oan sai. Theo ông, trách nhiệm hoàn trả của cán bộ công chức làm sai được quy định và có cơ chế rất rõ trong Luật Trách nhiệm Bồi thường Nhà nước năm 2017 và Nghị định hướng dẫn thực hiện luật của Chính phủ. Đại diện Bộ Tư pháp cho biết, trong quý 1 năm 2021, Bộ này đã tiếp nhận và xử lý đối với 21 trường hợp của cơ quan, tổ chức có yêu cầu hướng dẫn giải quyết bồi thường. Bộ Tư pháp đã ban hành 13 văn bản hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường đối với các trường hợp, còn 8 trường hợp đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu giải quyết. Theo báo Dân trí, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định trích 1.237 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 để bổ sung dự toán chi của Bộ Y tế thực hiện mua và tiêm vaccine phòng viêm phổi Vũ Hán. Thủ tướng sơ bộ Tài chính Bộ Y tế chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo. Bộ Y tế có trách nhiệm thực hiện cơ chế mua vaccine theo đúng quy định, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch. Bộ Y tế được yêu cầu khẩn trương xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch tổng thể phòng chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán năm 2021, bao gồm kế hoạch chi tiết về mua, sử dụng 150 triệu liều vaccine, nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện kế hoạch, trách nhiệm đảm bảo nguồn kinh phí mua vaccine, tổ chức tiêm vaccine của từng cấp chính quyền, cấp ngân sách nhà nước, tổ chức cá nhân sử dụng vaccine tự nguyện chi trả. Theo báo Lao động, trong tháng 4 năm 2021, người yêu thiên văn Việt Nam sẽ được chiêm ngưỡng 3 hiện tượng thiên văn kỳ thú. Đầu tiên là hiện tượng trăng non vào ngày 12 tháng 4. Hiện tượng trăng non xảy ra khi mặt trăng sẽ nằm ở cùng phía của mặt trời so với trái đất và sẽ không thể quan sát được trên bầu trời đêm. Đây là thời điểm tốt nhất trong tháng để quan sát những vật thể mờ như các thiên hà bay, cụm sao do không bị ảnh hưởng bởi ánh mặt trăng. Hiện tượng thứ hai là hiện tượng mưa sao băng Lyris kéo dài 10 ngày. Mưa sao băng Lyris thiên cầm là mưa sao băng loại trung bình, thường tạo ra 20 sao băng mỗi giờ vào cực điểm. Nó được tạo ra bởi những hạt bụi do sao chổi C1861G1 Thatcher, được phát hiện vào năm 1861 bỏ lại. Trận mưa sao này diễn ra hàng năm từ 16 đến ngày 25 tháng 4. Cực điểm của năm nay là vào đêm ngày 22 rạng sáng ngày 23. Những ngôi sao băng này đôi khi có thể tạo ra những vệt bụi sáng tồn tại trong vài giây. Sao băng sẽ phát ra rõ nhất từ chòm sao Lyra, thiên cầm, nhưng cũng có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trên bầu trời. Hiện tượng thứ ba là hiện tượng trăng tròn, siêu trăng vào ngày 27 tháng 4. Mặt trăng sẽ xuất hiện ở phía đối diện với mặt trời so với trái đất và bề mặt của nó sẽ được chiếu sáng toàn bộ. Những bộ lạc thổ dân châu Mỹ thời xưa gọi pha trăng tròn này là trăng hồng. Đây cũng được xem là siêu trăng lớn nhất của năm 2021. Mặt trăng sẽ ở gần vị trí gần nhất với trái đất và trông có thể sẽ lớn hơn và sáng hơn so với thông thường. Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm ngày 3 tháng 4, các tỉnh miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh yếu. Cũng trong đợt không khí lạnh này, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra cảnh báo về hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xảy ra. Do không khí lạnh xuất hiện ngay sau một đợt nắng nóng dẫn đến sự tương tác giữa hai khối khí, nguy cơ rất cao xảy ra mưa đá, dông lốc và gió giật mạnh, đặc biệt là các tỉnh vùng núi và trung du phía Bắc. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thời tiết mùa hè năm nay ở miền Bắc sẽ ôn hòa hơn, ít khả năng xuất hiện các đợt nắng nóng gay gắt kéo dài như năm 2020.
Trong tháng 4, miền Bắc khả năng chỉ đón 1 đến 2 đợt nắng nóng, mỗi đợt kéo dài từ 2 đến 3 ngày, nhưng tập trung ở Tây Bắc Bộ, trải dọc xuống các tỉnh Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ sẽ đón nắng nóng muộn. Thời điểm nắng nóng của hai khu vực này có sự khác biệt vì các đợt không khí lạnh vẫn tồn tại, giúp duy trì nền nhiệt không quá cao ở Đông Bắc, trong khi khu vực Tây Bắc Bộ lại không chịu nhiều ảnh hưởng từ hình thái này. Do đó, nồm ẩm ở các tỉnh phía Đông sẽ tiếp diễn trong nhiều ngày tới và có thể chấm dứt vào khoảng đầu tháng 5, trong khi phía Tây lại có nắng nóng từ sớm. Về tình hình viêm phổi Vũ Hán, tính đến hết ngày 3 tháng 4, Việt Nam ghi nhận thêm 6 ca mắc mới, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tổng số ca bệnh trên cả nước hiện đang là 2.626 ca, trong đó có 35 ca tử vong, 204 ca đang điều trị và 2.383 ca đã hồi phục. Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, số ca âm tính lần thứ nhất là 38 ca, số ca âm tính lần thứ hai là 15 ca, số ca âm tính lần thứ ba là 28 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe là 27.478 người. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 498 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 18.870 người, cách ly tại nhà nơi lưu trú là 8.110 người. Tiếp theo là tin tức về Trung Quốc. Trước tiên là phần điểm tin chính. Trung Quốc không tiêm vaccine thì không được mua thực phẩm hay tham gia giao thông. Trung Quốc và Hàn Quốc bắt tay giải quyết vấn đề Triều Tiên. Thời báo Hoàn Cầu khoe, phá vòng vây của Mỹ là quá dễ dàng. Trung Quốc chặn cửa hàng hóa Nga chôn chân ở biên giới. Và sau đây là nội dung chi tiết. Các chính quyền địa phương ở Trung Quốc đang ngày càng áp đặt các chính sách khắt khe nhằm yêu cầu người dân phải tiêm vaccine viêm phổi Vũ Hán do Trung Quốc sản xuất. Theo hãng tin Breitbart, thị trấn Vạn Thành, tỉnh Hải Nam đưa ra thông báo cho biết những người không đồng ý tiêm vaccine viêm phổi Vũ Hán của Trung Quốc sẽ bị đưa vào danh sách đen, khiến họ không thể mua được thực phẩm hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Vụ việc xảy ra sau hàng loạt thông tin từ những người dân địa phương giấu tên lo sợ bị trừng phạt chính trị, rằng các cán bộ chính quyền Trung Quốc đã bắt đầu các chiến dịch hù dọa, bắt ép mọi người chấp nhận tiêm chủng, hoặc coi đó là nhiệm vụ chính trị cần thiết để duy trì ghi điểm tín dụng xã hội lành mạnh mà chính quyền cấp cho mỗi một cá nhân. Vụ việc này đã gây ra phản ứng tiêu cực đến nỗi tờ Thời báo Hoàn Cầu của nhà nước đã phải vào cuộc và tuyên bố: "Chúng tôi thành thật xin lỗi vì cách chúng tôi vận động tiêm chủng không đúng cách." Trong một báo cáo được công bố hôm thứ Hai, tạp chí Vice dẫn lời các nguồn tin giấu tên ở Trung Quốc cho biết, ở một số vùng của Trung Quốc, các quan chức chính quyền đang đến từng nhà yêu cầu các gia đình phải tiêm vaccine. Tại Giang Tô, một nguồn tin giấu tên nói rằng các quan chức chính phủ đã công bố danh sách đen những người chưa được tiêm phòng như một cách để thúc đẩy công dân. Ngày 3 tháng 4, tại cuộc hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Chung Il-yong tại thành phố Hạ Môn, Trung Quốc, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói nước này và Hàn Quốc sẽ tìm kiếm giải pháp chính trị nhằm giải quyết vấn đề bán đảo Triều Tiên. Được biết, Seoul hiện cũng đang tìm kiếm sự hợp tác của Bắc Kinh và các nước khác nhằm thúc đẩy chương trình nghị sự vì hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên vốn đang bị đình trệ. Tuyên bố của ông Vương Nghị cũng làm dấy lên những kỳ vọng về việc nối lại các cuộc đàm phán với Triều Tiên. Cuộc hội đàm này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tăng lại do các vụ phóng tên lửa tầm ngắn gần đây của Triều Tiên và cả những tuyên bố cứng rắn của Triều Tiên nhằm vào Hàn Quốc. Ngoại trưởng Vương Nghị chỉ ra rằng hai bên đề cao sự cởi mở và hòa nhập, những nhận xét mà theo truyền thông Hàn Quốc là dường như gửi tín hiệu phản đối động thái tập hợp đồng minh nhằm chống lại Trung Quốc của Mỹ. Trong khi đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Il-yong nhấn mạnh hai nước chia sẻ mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên. Tờ báo của chính quyền Bắc Kinh cho biết các hoạt động ngoại giao dồn dập của Bắc Kinh thời gian qua, mới nhất là cuộc gặp với ngoại trưởng 4 nước ASEAN, là tín hiệu cho thấy nước này đang phá vòng vây của Mỹ. Tờ Thời báo Hoàn Cầu viết, điều duy nhất chúng tôi có thể nói là thực sự rất dễ dàng để phá vỡ cái gọi là vòng vây của Mỹ. Hay nói cách khác, việc lập các vòng vây quanh Trung Quốc là một đề xuất sai lầm của những kẻ tự đánh giá mình quá cao. Cuộc gặp với Ngoại trưởng 4 nước ASEAN của Bắc Kinh diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tích cực vận động các liên minh ở châu Âu và châu Á đối phó với Trung Quốc, gây sức ép lên Bắc Kinh trong các vấn đề như nhân quyền ở Tân Cương.
Trong khi đó, bộ tứ kim cương gồm Mỹ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ là trọng tâm để đối phó với các tham vọng trên biển của Trung Quốc. Theo Thời báo Hoàn Cầu, Mỹ đã lợi dụng nhiều nước biến các nước này thành gạch đá ném vào Trung Quốc trong bối cảnh trao đổi giữa Bắc Kinh và các nước bị ảnh hưởng bởi dịch viêm phổi Vũ Hán. Theo trang mạng Delta.ru, tiếp sau các sản phẩm từ cá, Trung Quốc đang chặn nguồn xuất khẩu gỗ và than của Nga sang đất nước đông dân nhất thế giới. Trước đó, Delta.ru đưa tin đoàn xe chở hàng dài nhiều km của Nga đang tắc nghẽn trên biên giới Nga-Trung, trong số này có than và các sản phẩm gỗ. Khối lượng vận tải đường bộ và hàng hóa đi qua biên giới Trung Quốc đã giảm 70%. Vấn đề tương tự cũng xảy ra đối với hàng hóa chở bằng tàu hỏa. Trong một số ngày, nhịp độ tiếp nhận của các chuyến tàu giảm gần 50%. Theo thỏa thuận, 22 chuyến tàu sẽ đi qua các cửa khẩu, song trên thực tế chỉ có 13 chuyến tàu được phép hoạt động. Những hạn chế trên được cho là do đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Cũng vì lý do này, thị trường cá Viễn Đông của Nga trước đó đã phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng. Trung Quốc đã phong tỏa nguồn cung, các kho hàng bị tắc nghẽn, khiến chính phủ Nga đang tìm cách bán khẩn cấp số cá đánh bắt được. Tuy nhiên, có thể thấy cường quốc xuất khẩu Nga đang gánh chịu những thiệt hại to lớn. Tiếp theo là tin tức trên thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Twitter và Facebook đang thực hiện kiểm duyệt toàn diện. Sau khi tiêm vaccine Trung Quốc, số ca mắc viêm phổi Vũ Hán ở Chile tăng đột biến. Châu Âu bí mật giúp Đài Loan đóng tàu ngầm. Nhật Bản lên kế hoạch tập trận quy mô lớn bảo vệ quần đảo Senkaku. Người dùng mạng xã hội ở Australia có thể phải cung cấp giấy tờ tùy thân. Cập nhật tình hình viêm phổi Vũ Hán trên thế giới. Và sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, trong một buổi phỏng vấn trên kênh Real America's Voice, cựu Tổng thống Donald Trump đã cáo buộc Facebook, Twitter và các gã khổng lồ công nghệ khác đang thực hiện kiểm duyệt toàn diện. Ông Trump nói với tiến sĩ Gina Loudon, giám đốc chương trình của kênh tin tức truyền hình cáp Real America's Voice rằng những gì đang xảy ra bây giờ trên đất nước này là điều mà không ai tưởng tượng sẽ xảy ra. Đó là sự kiểm duyệt hoàn toàn. Đề cập tới đoạn video 18 phút, ông trả lời phỏng vấn con dâu Lara Trump gần đây đã bị Facebook gỡ khỏi nền tảng này. Ông Trump nói, quý vị không có tự do ngôn luận trong đất nước này, nhưng quý vị biết những gì xảy ra, họ gỡ nó xuống và bây giờ mọi người nói về nó nhiều hơn. Trong khi đó, cô Lara Trump cũng đưa ra cảnh báo sau khi Facebook xóa cuộc phỏng vấn. Cô nói với hãng Fox News, tôi biết rằng những người không thích ông Donald Trump có thể ăn mừng điều này và nghĩ rằng điều này thật tuyệt vời, dù sao chúng tôi cũng không muốn nghe tin tức từ ông ấy. Mọi người Mỹ nên phẫn nộ vì điều này bởi vì hôm nay là ông Donald Trump, ngày mai đó có thể là mọi người. Trong cuộc phỏng vấn của cô Lara Trump với bố chồng, khi được hỏi liệu ông có tái tranh cử tổng thống lần nữa vào năm 2024 hay không, cựu tổng thống Trump đáp, mọi người có hy vọng, tôi có thể nói với mọi người thực sự có hy vọng. Ông Trump cũng tiết lộ sẽ sớm tổ chức các cuộc meeting. Gần đây, một vài cố vấn của ông Trump đã loan tin rằng cựu Tổng thống sẽ ra mắt một nền tảng truyền thông xã hội mới trong vòng từ 2 đến 3 tháng tới. Theo truyền thông nước ngoài đưa tin, từ tháng 2 năm nay, Chile, một quốc gia Nam Mỹ với gần 20 triệu dân, đã tiến hành tiêm chủng ngừa viêm phổi Vũ Hán trên quy mô lớn bằng vaccine do công ty Sinovac Trung Quốc sản xuất. Theo thống kê của hơn 35% dân số Chile đã được tiêm ít nhất một liều vaccine, tỷ lệ tiêm vaccine của nước này thuộc hàng cao nhất thế giới, nhưng số trường hợp được xác nhận mắc viêm phổi Vũ Hán vẫn đang tăng lên. Chỉ riêng trong ngày 1 tháng 4, nước này có 7.830 trường hợp được xác nhận mắc viêm phổi Vũ Hán. Hiện tại Chile có hơn 1 triệu người mắc bệnh. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Chile bà Catherine Martorell thông báo trong cuộc họp báo mới đây rằng, bắt đầu từ ngày 5 tháng 4, công dân Chile và cư dân nước ngoài sẽ bị cấm xuất nhập cảnh vào đất nước này, ngoại trừ trường hợp khẩn cấp và đồng thời hạn chế di chuyển trong nước. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Thương mại ông Rodrigo Anes cho biết trong tuần này rằng, Chile cũng đã ký một thỏa thuận với CanSino Biologics của Trung Quốc để mua 1,8 triệu liều vaccine, sẽ giao hàng vào tháng 5 năm nay. Chile đã đặt mua tổng cộng 66 triệu liều vaccine của công ty Sinovac Trung Quốc. Đích thân Tổng thống 71 tuổi của Chile, ông Sebastián Piñera đã ra sân bay chào đón vaccine của Sinovac, sau đó còn đi đầu trong việc tiêm chủng. Mới đây, cơ quan phòng vệ Đài Loan xác nhận, ngoài Mỹ, một số nước châu Âu đang giúp đỡ hòn đảo đóng tàu ngầm nội địa, trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc đại lục đang gia tăng.
Theo hãng tin Reuters, đây có thể được xem là thừa nhận hiếm hoi rằng chương trình vũ khí quân sự của Đài Loan này không chỉ nhận được sự hỗ trợ từ một mình Mỹ. Bên cạnh đó, Đài Loan cũng bác bỏ bài báo của trang tin Mỹ National Interest rằng Triều Tiên được cho đã bàn bạc với Đài Loan về việc hỗ trợ hòn đảo đóng tàu. Đài Loan khẳng định, trong quá trình phát triển tàu ngầm của chúng tôi, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có bất cứ liên hệ nào với Triều Tiên. Sự hỗ trợ mà chúng tôi nhận được có từ các nước châu Âu quan trọng và Mỹ. Hãng tin Reuters nhận định, các nước châu Âu nhìn chung tỏ ra thận trọng với việc cho phép bán vũ khí cho Đài Loan do quan ngại phản ứng từ Trung Quốc. Theo hãng thông tấn Sputnik, lực lượng phòng vệ Nhật Bản SDF dự kiến tổ chức tập trận quy mô lớn từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2021, gắn với nội dung bảo vệ quần đảo Senkaku khỏi nguy cơ xâm phạm từ phía Trung Quốc. Quần đảo Senkaku hiện do Nhật Bản quản lý, song Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là điếu ngư. Các cuộc tập trận dự kiến huy động tới 140.000 người tham gia, tương đương với 56,6% tổng quân số của SDF. Điều đó cho thấy, chương trình cuộc tập trận có thể vượt xa khuôn khổ bảo vệ quần đảo Senkaku. Với số quân đông đảo tham gia cuộc tập trận, nhiều nhà phân tích đưa ra giả thuyết rằng hoạt động này cũng liên quan đến việc phòng thủ Okinawa chứ không chỉ riêng Senkaku. Hồi tháng 2, Trung Quốc đã thông qua luật hải cảnh có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2021 với điều khoản cho phép lực lượng hải cảnh Trung Quốc được quyền xua đuổi bắt giữ, thậm chí sử dụng vũ khí đối với tàu thuyền nước ngoài hoạt động tại vùng biển mà Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền. Luật mới của Trung Quốc đã vấp phải sự chỉ trích của nhiều nước, trong đó có Nhật Bản. Theo truyền thông Australia, chính phủ nước này đang xem xét ban hành các quy định quản lý mới nhằm ngăn chặn các hành vi lạm dụng và quấy rối trên mạng xã hội. Theo nội dung của các quy định quản lý mạng xã hội đang được chính phủ Australia nghiên cứu trước khi ban hành, người dân nước này sẽ phải cung cấp thông tin cá nhân theo hộ chiếu, giấy khai sinh hoặc bằng lái xe nếu muốn tạo tài khoản trên các nền tảng xã hội như Facebook, Instagram, Twitter và Tinder. Ngoài ra, người dùng mạng xã hội cũng sẽ bị cấm sử dụng hồ sơ hẹn hò và mạng xã hội dưới dạng ẩn danh. Động thái mới của chính quyền Australia cũng dựa trên thông tin trong báo cáo gần đây của một ủy ban thuộc Quốc hội nước này ghi nhận đang có ngày càng nhiều đối tượng ẩn danh sử dụng các mạng xã hội và trang web hẹn hò để thực hiện hành vi gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng mà ít có nguy cơ bị xử phạt. Một số chuyên gia truyền thông số tại Australia đã lên tiếng ủng hộ động thái của chính phủ nước này trong việc ngăn chặn các hành vi sai trái trên không gian mạng. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng bày tỏ quan ngại về vấn đề quyền riêng tư và thu thập dữ liệu khi các thông tin cá nhân có nguy cơ bị lộ trên các nền tảng xã hội và những thông tin này được sử dụng không đúng mục đích. Về tình hình viêm phổi Vũ Hán, thế giới trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm hơn 637.000 ca mắc mới và hơn 10.000 ca tử vong mới. Trong bối cảnh số ca mắc tại nhiều nước đang có chiều hướng gia tăng, Chile đã đóng cửa tất cả các đường biên giới của nước này từ ngày 5 tháng 4 tới, trong khi Bolivia đóng cửa biên giới với Brazil và Peru vào dịp lễ Phục sinh. Bên cạnh đó, Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Xã hội Nhật Bản đã ra chỉ thị yêu cầu chính quyền các địa phương trên toàn Nhật Bản chủ động củng cố hệ thống xét nghiệm trong tháng 4 này nhằm đối phó với làn sóng dịch bệnh có quy mô lớn nhất từ trước đến nay có thể xảy ra. Trong những ngày gần đây, dịch tại Nhật Bản đã có dấu hiệu gia tăng trở lại tại một số địa phương sau khi chính phủ dỡ bỏ lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp. Quốc gia láng giềng của Nhật Bản là Hàn Quốc cũng đã quyết định từ ngày 2 tháng 4 tăng cường các biện pháp phòng dịch tại một số thành phố lớn, trong đó có Busan và Jeonju, khi số ca mắc mới ở Hàn Quốc duy trì ở mức 500 ca mỗi ngày trong 3 ngày liên tiếp. Hàn Quốc ghi nhận làn sóng viêm phổi Vũ Hán thứ 3 bắt đầu từ giữa tháng 11 năm 2020, chưa có dấu hiệu chậm lại khi số ca bệnh mới mỗi ngày vẫn dao động ở ngưỡng trên dưới 400 ca. Tiếp theo là số liệu các ca mắc viêm phổi Vũ Hán theo nguồn World Meter. Tổng số ca mắc trên toàn thế giới lúc này đang là 130.856.838 ca. Tổng số ca tử vong 2.851.313 ca. Tổng số ca hồi phục 105.348.749 ca. Những con số vừa rồi đã khép lại phần tin tức ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với phần nhân sinh cảm ngộ có chủ đề Ở đời không cần cố giải thích bản thân mình với người khác. Mời quý vị tiếp tục theo dõi.
Quý vị thân mến, nhân gian muôn màu, nhân sinh thì muôn dạng, vậy nên làm người thì không nhất thiết phải giải thích bản thân mình cho người khác. Bởi người hiểu mình thì không cần giải thích, còn người không hiểu thì giải thích cũng bằng không. Chuyện kể rằng, có một anh tài xế chuyên phụ trách chở bệnh nhân tâm thần cho bệnh viện tâm thần. Trong một lần đón bệnh nhân về bệnh viện, do sơ ý, anh để lạc mất 3 bệnh nhân. Vì để bảo toàn công việc của mình, anh lái xe đến trạm xe buýt gần đó rồi mời chào khách đứng đợi bắt xe sẽ chở miễn phí cho những ai về cùng đường. Sau cùng, anh lừa được 3 người lên xe rồi chở thẳng về bệnh viện. Trải qua rất nhiều nỗ lực và thời gian cực khổ, 3 người họ mới có thể thoát khỏi trại tâm thần. Khi được thả khỏi trại, các phóng viên biết chuyện mới tìm họ phỏng vấn. Và sau đây là nội dung của phỏng vấn của 3 người. Phóng viên hỏi, khi anh bị đưa vào trại tâm thần, anh đã dùng cách nào để tự giải cứu mình? Phỏng vấn anh chàng định luật học. Anh chàng định luật học trả lời, trái đất này hình cầu, đây là một câu nói chân lý. Tôi nghĩ người nói lời chân lý ắt không thể nào là người mắc bệnh tâm thần được, đúng không? Phóng viên hỏi tiếp, vậy anh đã thành công? Anh chàng định luật học trả lời, không, khi tôi nói câu này, đến lần thứ 14 thì nhân viên y tá liền chích cho tôi một mũi tiêm vào mông. Phỏng vấn anh chàng chuyên gia xã hội học. Phóng viên hỏi, vậy còn anh đã làm cách nào để cứu mình? Anh chàng chuyên gia xã hội học trả lời, là anh nông dân đã thoát khỏi đó thành công và báo cảnh sát đến cứu tôi và anh chàng định luật học ra. Phóng viên hỏi tiếp, phải chăng lúc đó anh cũng từng tìm cách cứu mình? Anh chàng chuyên gia xã hội học trả lời, đúng vậy, tôi nói với các bác sĩ và nhân viên y tá ở đó rằng tôi là một chuyên gia xã hội học. Tôi nói tôi biết cựu Tổng thống Mỹ là Bill Clinton, còn cựu Thủ tướng Anh là Tony Blair. Khi tôi nói đến tên các vị lãnh đạo, tinh thần của các đảo Nam Thái Bình Dương thì bọn họ liền tiêm cho tôi một mũi. Sau đó tôi không còn dám nói gì nữa. Phóng viên hỏi, vậy anh chàng nông dân đã làm cách nào để cứu anh ra? Anh chàng chuyên gia xã hội học trả lời, sau khi cậu ta vào đó, cậu ta không nói gì cả. Đến lúc ăn cơm thì cậu ta ăn, đến lúc đi ngủ thì đi ngủ. Khi y tá giúp cậu ta cạo râu thì cậu ta nói lời cảm ơn. Đến ngày thứ 28 thì cậu ta được thả ra khỏi trại tâm thần. Sau khi phỏng vấn, phóng viên phải cảm thán mà thốt lên rằng một người bình thường mà muốn chứng minh mình là người bình thường quả là khó phi thường. Có lẽ chỉ một người không chứng minh là người bình thường mới là bình thường. Thưa quý vị, trong xã hội, những người thích chứng minh mình là người hiểu rõ chân lý, là người có tri thức phong phú, là người có nhiều tiền bạc hơn người khác thường lại bị người khác cho là người không bình thường, đầu óc có vấn đề, chẳng qua bản thân họ không tự biết. Ai đó cũng đã từng nói, bất kể bạn có thuần khiết ra sao, khi gặp người phức tạp thì trong mắt họ bạn cũng trở thành người tâm cơ. Bất kể bạn có chân thành cỡ nào, gặp người hoài nghi thì trong mắt họ bạn cũng thành người đáng ngờ. Bất kể bạn có chuyên nghiệp cỡ nào, gặp người không biết, bạn cũng chỉ là người không hiểu biết. Thế nên, đôi lúc vấn đề không phải nằm ở chỗ bạn không đủ tốt mà là bạn chưa gặp được đúng người. Làm người thì không nhất thiết cứ phải quan tâm đến lời bình phẩm của người khác. Người hiểu bạn thì không cần giải thích. Người không hiểu bạn thì có giải thích nhiều có thể sẽ mất công làm tốt những gì mình nên làm. Đó mới là điều trọng yếu. Quý vị nghĩ sao về câu chuyện hôm nay? Hãy để lại bình luận bên dưới quý vị nhé. Và thưa quý vị, Hành Trình Tương Lai luôn mong muốn chia sẻ những thông tin hữu ích và giá trị thiện lương tới tất cả mọi người qua phần Nhân Sinh Cảm Ngộ. Nếu có các ý kiến đóng góp hay muốn gửi tới chương trình những câu chuyện cảm động ý nghĩa mà quý vị muốn lan tỏa cho người khác, quý vị hãy để lại bình luận hoặc tham gia page và group của chúng tôi trên Facebook. Đường link chúng tôi có để ở phần mô tả bên dưới mỗi video. Quý vị thân mến, trên đời này không ai muốn có bệnh hết, ai cũng muốn được khỏe mạnh vui vẻ sống, nhưng con người đâu tránh được sinh, lão, bệnh, tử. Bản thân mình có bệnh, mình đau, mình khó chịu thì bố mẹ hay những người thân cũng không đau thay mình được. Nên tự mình chăm sóc và rèn luyện sức khỏe là tốt nhất. Bệnh nào thuốc ấy, mỗi bệnh một đơn thuốc là nguyên tắc không cần nghĩ bàn khi sử dụng trị liệu bằng y học, dù là Tây y hay Đông y. Trong khi đó, mỗi môn khí công chỉ có một bộ động tác, đôi khi rất đơn giản, nhưng người tập lại có thể khỏi được nhiều loại bệnh khác nhau.
Ngày nay nhiều môn khí công không giảng về yêu cầu tu dưỡng đạo đức, nhưng thực ra khí công cổ xưa đều rất chú trọng đến khía cạnh này. Người tập càng giữ được tâm tính theo tiêu chuẩn chân, thiện, nhẫn bao nhiêu thì hiệu quả thu được càng lớn bấy nhiêu. Đây cũng chính là điều cốt lõi mà Ngọc Trang đã thực hành mỗi ngày để có sức khỏe tốt, tinh thần lạc quan. Quý vị hãy dành thời gian tìm hiểu nhé! Chúc quý vị có một ngày Chủ nhật nhiều niềm vui và bình an. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn theo dõi, đồng hành cùng hành trình tương lai. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào bản tin tiếp theo.